Chào các bạn, trong video này mình sẽ tiếp tục sửa máy Nokia 301 2 SIM ha, cho bạn Vũ bên quận 8. Cái máy này được báo là gãy cái chân sạc nè, thấy bị đứt chân mạch trên bo luôn nha. Bỏ hết pin, cái gì mình kích pin luôn đi. Rồi mình tiến hành mình thay cái chân sạc này luôn. Một điều lưu ý khi các bạn sửa, đối với giống những dòng này thì ở trên đây nè, cái chân sạc của mình nó gần sát camera, thì khi mà mình sửa thì mình nên tháo cái camera ra rồi sau đó mình gắn lại. Nói chung là camera cũng dễ tháo thôi. Đây, mình vặn cái điện áp khoảng 3V đi, mình kích pin từ từ lên. Pin này cũng hết rồi. Chân bìa là chân dương. Rồi mình kẹp đây chân âm thôi. Đó các bạn nhìn nè, khi mình kẹp á, cái kim dòng ampe á, nó sẽ nhích lên ha, là lúc này nó ăn điện rồi. Mình sẽ kích lên từ từ, vặn lên nó tầm là dưới 500mm. Vì cái kim dòng này là 1A maximum thì mình vặn dưới thôi. Khoảng này vì như sạc mình vặn như lên cao á thì nó sẽ nóng pin ha, nó dễ phù pin. Rồi mình cứ để đây cho nó kích pin từ từ. Cái con này á, muốn tháo camera này cũng dễ. Ở trên này những vị trí này như thế này á, nó có mấy cái ngàm. Cái chốt bên đây là cái chốt định vị của camera. Rồi mình sẽ bóp vô. Đây từng vị trí của nó nè. Mình bóp sát. Cái này là mấy cái máu của nó, mình bóp sát vô là được. Rồi sau đó mình lấy cái mũi nhíp á, nạy lên. Đó. Nó nhíp lên nè. Đó. Mình gỡ camera ra trước để thao tác cho nó dễ trong quá trình sửa chữa. Nhiều khi các bạn không để ý á, các bạn lấy xăng á, mình cho nó nhiễu vô camera thì nó hư camera. Hoặc là nhiều trường hợp á, mình khò ngay chỗ giắc sạc này, nó sẽ bị quéo camera, nó hư camera luôn, bắt buộc mình phải thay camera mới. Thì một số cái máy mà nó không còn trên thị trường á thì tìm camera rất khó ha. Nên cái cách này đó mình giữ lại camera trước khi mình thao tác. Đây mình sẽ tiến hành mình làm sạch vệ sinh lại cái chân sạc nè. Kiểm tra xem. Như đây mình sẽ dùng một ít nhựa thông ha. Mình sẽ xi chì. Mình có chi chì mình xi lên. Cái động tác xi chì này thứ nhất á, nó sẽ làm cho cái chì cũ á, nó chì cũ như khi đã lâu nó chai á, mình xi lên nó sẽ không chai á. Với lại trong quá trình mà làm á, nó sẽ tạo một lớp chì trên bề mặt của cái những cái chân giác sạc này nè. Rồi mình xi từ từ lên thôi.
trà đều ha, mình trà hàng đều, bán rồi mình tiến hành mình lấy xăng á, mình vệ sinh mình chà lại. Ở đây mình lưu ý các bạn là các bạn nên vuốt chân cho nó đều ha. Nhiều bạn mà vuốt chân không đều quá thì sẽ có một chân tiếp xúc được một chung chứ một số chân nó sẽ hở. Nên cái quá trình mà mình thay giác sạc á nó không đảm bảo ha. Em mình lấy miếng siêu mình che cái ổ cắm camera lại. Mình khò cho nó chì nó chảy nha. Lấy cái mũi hàn vuốt chân lại. Cái chì cũ nó chai, đa phần nó để lâu quá nó chai nha các bạn. Phần giữa này mát nè. Rồi ok. Mình sẽ lấy mũi xăng á, mình vệ sinh lại nè. Chỉ còn một ít thôi, rồi mình vệ sinh lại chà sạch cái phần chân sạc cái này nè. Rồi, các bạn quan sát trên mo. Ở đây mình có hai chân bìa, chân mát ha. Mấy cái chân ở đây có 5 cái chân của cái giắc sạc là MicroUSB á, nó vẫn còn hai chân tiếp mát nè, mát ở giữa, mát hai bên ha. Rồi mình đóng lại rồi mình lấy keo á, mình sẽ dùng keo mình gia cố lại là xong. Mình sẽ lấy chân sạc mình đóng vô ha. Lúc vừa rồi á, mình có làm được cái động tác là đắp chì ở đây nè. Rồi cái phần chân này nó nhô lên là có chì rồi, bây giờ mình chỉ cần lấy một giắc sạc mình đóng vô thôi. Này khá dễ ha. Ở đây trước khi làm á, mình cũng cho một ít mỡ heo hoặc là nhựa thông bỏ đây. Rồi cái đây là cái giắc sạc của nó, các bạn chỉ cần đặt đúng vị trí thôi nè. Nó có bốn chân nè, bốn chân định vị á, mình đặt rồi mình khò mình định vị lại là ok. Lấy cái siêu che lại cái ổ cắm camera rồi mình tiến hành mình khò sao cho chì á nó bám dính xuống là ok. Mình đảo tay từ từ nha. Đó, chì phải không? Chì nó chảy rồi mình đá chân là xong ha. Đó. Nói chung là thay cái này cũng khá dễ ha. Mình để cho nguội là xong rồi. Tiếp theo mình cũng lấy xăng ha, với bàn chải mình vệ sinh. Yêu cầu á, khi mình thao tác thay chân sạc này á, các bạn quan sát nè,
các chân của chân sạc này á, nó phải bằng phẳng nha, nó không được xô lệch nhau xiên xẹo ha. Đồng thời á, cái phần mà chân của giắc sạc này á, nó phải tiếp xúc với cái phần chân của bo mạch là ok. Nói như vậy là mình thay cái giắc sạc thành công rồi. Còn phần mát bên đây á, mình sẽ gia cố lại bằng keo ha. Mình sau đó khi mình test ok, mình sẽ bắn keo lại hết. Đây, mình dùng cái keo E8000 á, keo dán ron á, và mình chích vô đây cho nó khô lại, cho nó tạo cái độ cứng ha. Khi mình cắm vô nó sẽ không bị xúc sắc nữa. Rồi mình tiến hành mình lấy sạc á, mình cắm vô thay thử. Lưu ý chứ khúc này á, mình làm nhẹ tay thôi nha, tại vì cái chân sạc bên đây á, nó yếu hơn ha. Thì khi mình dán keo á, mình có thể ổn định được. Tiến hành mình lấy sạc mình kiểm tra. Rồi, mình cắm sạc cho mình test nha. Sau khi mình đã thay cái chân sạc mới rồi, cái vị trí mà ngõ ra của cái chân sạc này nè, nó sẽ nằm trên con tụ dưới này ha. Thì mình sẽ đo cái điện áp giữa mát và con tụ này coi nó có hay không ha. Đây đồng hồ của mình á, mình sẽ vặn lên mức 20V. Mình cắm sạc vô mình test trước nha. Rồi một chân á mình để mát ha, một chân mình chích vô con tụ này coi điện áp có không. Rồi trên đồng hồ á, nó báo là khoảng 5V ha. Vậy là có cái vi sạc từ cái đuôi sạc nó đã ra đầu con tụ này rồi. Tiếp theo á, mình sẽ kiểm tra mình đo cái điện áp giữa chân pin và mát ha. Một que á, mình kẹp mát, que mình chích cho chân pin đây nè, chân dương pin đó nha, coi nó có điện áp ra không. Đó, ở đây mình đo được là khoảng 3.49V ha, và là ok. Cái quá trình mà mình thay cái giắc sạc này á, đã thành công ha, tại vì nó sẽ xuất ra cái điện áp trên cái đường vi sạc, và đồng thời á, nó sẽ đưa ra cái điện áp ngay chân pin của mình là khoảng 3.49V. Như vậy đã xong, mình chỉ cần mình test cho thôi. Rồi còn phần camera lúc nãy á, mình phải gắn lại ha. Đây nè, mình lấy một cái nhíp cong á, mình phần phía dưới này nó có mấy cái nhàm á, mình bẫy cái nhàm lên ha, kéo móc cái mấy cái nhàm lên. Mấy cái nhàm này dùng để giữ camera. Tại lúc đầu mình bóp lại để lấy camera ra, thì sau này giờ mình phải gài lại vô. Đó, mấy nhàm mình chỉ cần nâng cái tiếp xúc camera lên thôi. Thì trong quá trình sửa chữa các bạn thao tác á, mình cũng để ý, tại vì mình khò dùng máy khò á, nhiệt nó thổi vô thì khò nó sẽ quéo nếu mình làm không cẩn thận. Một số chi tiết á, nhiều khi mình không có đồ thay nha, đặc biệt là nếu mà gặp những cái trường hợp này á, hiện nay á, mấy cái máy mà đa phần camera á, nó dùng cáp ha, nó tách rời ra. Chứ còn mấy máy cổ như thế này nha, camera của nó gắn trên bo luôn, socket á, mình bắt buộc cái lúc đầu á, mình phải tháo camera ra. Rồi mình nâng cái tiếp xúc lên, mấy cái chân nè nâng ra ngoài hết. Đây cái phần camera đây,
phía trên này nó có cái vạch cố định á, như như vạch định hướng á, à, nó sẽ khớp cái này. Mình để vô chỗ cắm camera rồi mình nhấn vô là nó cái quay tắt là xong ha. Đây nè. Rồi. Ấn sát vô là xong. Rồi như vậy là mình ráp vô thôi. Mình gắn socket màn hình, các phím, đây màn hình mình lâu sơ, rồi mình lấy pin cho gắn cắm thử sạc coi nó có nhận sạc không. Đó, màn hình nó lên này nha. Rồi, mình cắm sạc cho mình test thôi. Đây nó đang sạc nè nha. Đó, nó đang sạc, nó báo sạc nè nha. Như vậy là cái quá trình mà mình thay cái giắc sạc này đã thành công. Cái vấn đề còn lại của mình đó là mình sẽ dùng cái tiếp keo này để gia cố cái phần mà chốc trên bo ha. Vậy là ok. Đó, nó bắn ra pin. Video này á mình hướng dẫn các bạn cái cách để mà thay cái chân sạc micro USB cho cái máy Nokia 301. Rồi ở đây mình cũng test camera nha. Thì hôm nay mình tháo camera. Như vậy là ok. Các chức năng đều ok nha. Phần sạc cũng thành công. Video này nên kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.